Tại Hà Nội, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt và Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức hội thảo phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, kinh nghiệm Việt Nam, thực tiễn quốc tế và định hướng chính sách. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như một số thông tin về khuôn khổ pháp lý và triển vọng của mô hình PPP, kết cấu hạ tầng tại Việt Nam và một số chia sẻ kinh nghiệm từ Hàn Quốc, giải quyết tranh chấp hợp đồng và phòng ngừa tranh chấp đầu tư tại các dự án PPP, kết cấu hạ tầng bằng trọng tài thương mại và hòa giải thương mại. Cũng theo các đại biểu, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, do đó nhu cầu về phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục cần nhiều nguồn lực trong thời gian tới và mô hình hợp tác công tư sẽ được đánh giá là nguồn thu hút vốn đầu tư từ xã hội vào phát triển cơ sở hạ tầng. Vì vậy, hội thảo phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng sẽ phục vụ không chỉ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc mà còn có các nhà đầu tư nước ngoài đang và sẽ tìm tới Việt Nam như một điểm đến đầu tư khả thi và ổn định.